liên quan đến những hành vi vi phạm, lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi tại nơi tự xưng là Tỉnh Thất Bồng Lai và sau này được đổi thành Thiền Am bên bờ vũ trụ, Công an tỉnh Long An đã có những kết quả điều tra xác minh ban đầu. Câu chuyện dường như khởi đầu vào năm 2017, khi ấy Lê Tùng Vân lấy tên là Thích Tâm Đức đã lợi dụng các vấn đề liên quan đến Phật giáo như hoa u đàm trong truyền thuyết Phật giáo để thu hút dư luận. Có vẻ như từ đây, Tỉnh Thất Bồng Lai bắt đầu trở nên nổi tiếng khi bước đầu được dư luận quan tâm, nhất là những người yêu mến đạo Phật và cả những người dân hiếu kỳ. Từ thông tin về việc một loại hoa cực kỳ linh thiêng trong truyền thuyết nhà Phật, hoa u đàm đang nở rộ tại Tỉnh Thất Bồng Lai được truyền đi, hàng trăm lượt người dân đã lặn lội từ khắp nơi, bất chấp thời tiết để tìm đến tận nơi thưởng lãm loài hoa quý được mệnh danh là Thiên Cổ Kỳ Hoa. Xuất hiện tại một khu nhà lụp sụp lợp lá dừa có tên là Tỉnh Thất Bồng Lai. Chiều ngày 23 tháng 5 năm 2017, chỉ trong ít phút đã có đến hai đoàn xe lớn từ huyện Cần Đước, Long An và quận 5, thành phố Hồ Chí Minh tìm đến Tỉnh Thất Bồng Lai. Dù con đường dẫn vào đây đang thi công, dọc đường có rất nhiều ổ gà, ổ voi và trước đó vừa có một cơn mưa khá nặng hạt. Khung viên của Tỉnh Thất Bồng Lai nhanh chóng được lấp đầy những người hiếu kỳ. Vì không còn ghế ngồi, nhiều người khi vào trong phải đứng xếp hàng rồng rắn trước một pho tượng Phật lớn. Cạnh bên, những người trong Tỉnh Thất Bồng Lai tay cầm sẵn các đèn pin, sẵn sàng chờ dẫn khách đi chiêm ngưỡng hoa. Ông Lê Tùng Vân, khi đó lấy tên là Thích Tâm Đức, 86 tuổi, kể rằng từ hơn một tuần trước, ông ta đã phát hiện tại đây có một loài hoa này nhưng tưởng là cây bụi nên không để ý. Đến khuya ngày 22 tháng 5 năm 2017, trong lúc thắp nhang bái Phật, ông ta lại phát hiện dưới tòa sen tượng Phật Thích Ca ra một đám cây thân trong suốt, mỏng manh hơn cả cây kim, có bông trắng li ti chiếu sáng như pha lê. Ông chia sẻ với báo chí khi đó, mới đầu tôi còn tưởng đó là chùm bụi nên định lấy tay quẹt đi rồi, may sao lại không làm. Nhưng tôi được nghe các đệ tử nói ít ngày trước, tại khu vực Vĩnh Lộc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, xuất hiện hoa u đàm được rất nhiều người đến theo dõi, nên mới lục tài liệu tìm kiếm và xác nhận đây chính là loài hoa quý 3.000 năm mới nở. Nghĩ là điềm lành nên trong đêm, Lê Tùng Vân đã cùng các đệ tử tìm kiếm và phát hiện tổng cộng có đến 9 điểm hoa mọc rải rác tại các tượng Phật lớn nhỏ và các nhánh cây hoa quả giả trong sảnh. Những ngày sau đó, số điểm phát hiện có loài hoa lạ tăng lên 11 rồi 13 điểm. Đến ngày 24 tháng 5 năm 2017, nơi đây đã có tổng cộng 15 điểm được cho là có hoa u đàm nở rộ. Lê Tùng Vân lúc ấy cho rằng bản thân đã tu học 80 năm nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn thấy loài hoa này. Việc hoa u đàm nở tại Tỉnh Thất Bồng Lai đã gây sự chú ý của dư luận. Không ít người dân xôn xao vì một loài hoa màu trắng tinh khiết có hình dáng tựa như những chiếc chuông tí hon nhỏ xíu, cánh mỏng manh xuất hiện trên những pho tượng lớn, thậm chí là tượng Phật tại nhiều ngôi chùa trên khắp thế giới. Theo lời đồn, đây chính là u đàm bà la hoa cực kỳ quý. Phải may mắn lắm mới có thể thấy hoa xuất hiện, bởi 3.000 năm hoa mới ra một lần. Vậy thực chất đây có phải giống hoa u đàm đặc biệt được ghi chép trong Kinh Phật không? Năm 1997, những bông hoa u đàm đầu tiên được tìm thấy tại một ngôi chùa Phật giáo tại Hàn Quốc. Điều đáng chú ý là 24 bông hoa nhỏ bé lại mọc trên ngực bức tượng đồng vàng Phật Như Lai. Mỗi bông chỉ dài hơn 0,2cm. Hoa có màu trắng tinh khôi, cánh rất mỏng và mỏng manh như pha lê. Đôi khi mang mùi hương nhẹ nhàng và phải nhìn rất kỹ mới nhận ra đây là một loài hoa chứ không phải vết bẩn bụi. Thời điểm ấy, người ta đồn rằng đây chính là hoa u đàm bà la hoa, loài hoa trên tiên giới chỉ xuất hiện sau 3.000 năm. Bởi lẽ chúng mang hình dáng rất giống nhau. Vì vậy, những bông hoa kỳ lạ xuất hiện thu hút sự chú ý của hàng trăm người dân từ nhiều nơi tới để chiêm ngưỡng sự kiện hiếm hoi này. Nhiều thời gian sau, loài hoa này liên tục khai nở ở các ngôi chùa tại nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Singapore, Úc, Pháp. Đặc biệt, trong năm 2012, hoa u đàm xuất hiện tại một số tỉnh thành trên khắp đất nước Việt Nam, khiến người dân tò mò, đổ xô đi xem. Thậm chí có người còn nhìn thấy ánh hào quang tỏa ra từ loài hoa này. Tuy nhiên, hoa u đàm không chỉ mọc trên tượng Phật, mà còn được tìm thấy trên các thanh sắt, khung cửa sổ, đá ẩm ướt, cửa nhôm, v.v. Sau khi thấy những hình ảnh được cho là hoa u đàm, nhiều người dân không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện ra thực vật giống hệt loài hoa quý này xuất hiện cả trong nhà mình.
trên dây xích, ống nhựa hay mọc trên cả trái thanh long. Trước hiện tượng một loài hoa khá quý hiếm được ghi chép trong kinh Phật lại mọc nhan nhản ở nhiều vị trí tại khắp các nơi trên thế giới, các nhà khoa học đã đưa ra lời lý giải. Theo đó, sau khi quan sát qua kính hiển vi có độ phóng đại lên 400 lần, loài hoa được cho là hoa ưu đàm này thực chất chỉ là sinh vật bậc thấp, chưa có cấu trúc mô. Nó thực chất là nấm nhầy. Đến kỳ sinh sản, nó sẽ tạo ra các thể sinh sản mang bào tử. Đến khi gặp điều kiện phù hợp thì sẽ sinh sôi nảy nở. Các nhà khoa học khẳng định đây là sinh vật bậc thấp có tính nhầy hay được biết đến là nấm nhầy, thường phát triển trong điều kiện sinh thái ẩm ướt, trên kim loại đồng, đá, sắt, gỗ, thanh thép, lá cây, hoa quả, v.v. Lý do khiến cho người dân liên tục đồn đại rằng loài nấm này là hoa ưu đàm chẳng qua chỉ là do sự xuất hiện đặc biệt của chúng trên tượng Phật tại một số ngôi chùa, trong đó cũng xuất hiện trên tượng Phật ở tỉnh Thất Bồng Lai. Thực chất, đây chỉ là một loài nấm dài thường phát triển dưới nhiều điều kiện môi trường và các chất liệu khác nhau như kim loại, đồng, đá, sắt, gỗ, thanh thép, lá cây, hoa quả. Ưu đàm, phạn ngữ là Udumbara, hãn phiên âm Udambala, Odambakla, Quốc đàm, v.v. Hãn dịch nghĩa là Linh Thụy Hoa, Thụy Ứng Hoa, Không Khởi Hoa. Theo một số kinh điển Phật giáo Bắc truyền, ưu đàm là một loại cây linh thiêng, 3.000 năm mới nở một lần. Mỗi lần hoa nở báo hiệu điềm lành Phật ra đời hay chuyển luân Thánh Vương xuất hiện. Kinh Vô Thượng Thọ, Pháp Hoa Văn Cú, Huệ Lâm Âm Nghĩa. Từ điển Phật học Huệ Quang, tập 7, trang 5943 ghi: Ưu đàm, tên khoa học Ficus glomerata, thực vật ẩn hoa thuộc họ cây dâu. Thân cây cao hơn 3 mét. Từ điển Phật học Hán Việt, nhà xuất bản Khoa học Xã hội ghi: Cây ưu đàm mọc ở các nơi như núi Himalaya, cao nguyên Deccan và nước Sri Lanka. Thân cây cao hơn một lượng, lá có hai thứ, một thứ phẳng trơn, một thứ thô nhám. Cả hai thứ đều dài khoảng 4,5 tấc, nhọn đầu. Hoa lượng tính rất bé, mọc kín ở lõm sâu trong đài hoa, nên thường nhầm là loại cây không hoa. Hoa xếp như nắm tay hoặc như ngón tay cái, thành chùm hơn chục đóa, ăn được nhưng vị không ngon. Ưu đàm trong kinh tạng Pali, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch và giải thích là cây sung, tên khoa học là Ficus glomerata. Ví dụ cây bồ đề, cây bàng, cây xanh, Pilasca, cây sung, Udumbara, những cây lớn này, nay các tỷ kheo, sanh từ hạt giống nhỏ, có thân cây lớn, lớn lên bao trùm các cây khác. Kinh Tương Ưng Bộ 5, chương 2, phẩm triền cái, phần cây, nhà xuất bản Tôn Giáo 2000, trang 153. Ví như, một người đem củi khô từ cây Saka lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. Và một người khác đem củi khô từ cây Sala lại và nhen lửa sẽ hiện ra. Và có một người khác đem cây củi khô từ cây xoài lại và nhen lửa sẽ hiện ra. Rồi có một người khác đem cây củi khô từ cây Udumbara, cây sung lại và nhen lửa sẽ hiện ra. Kinh Trung Bộ 2, Kinh Khanna Khatthala, số 90, Viện Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam ấn hành năm 1992, trang 635. Rõ ràng, xét theo kinh điển Phật giáo, thì hoa ưu đàm là một loài cây lớn, có cành lá xanh tốt. Chính cây ưu đàm đã che mát cho Phật Kauna Hàm Mâu Ni trong khi Ngài tọa thiền và chứng đạt giác ngộ tối thượng. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Konagamana, Phật Kauna Hàm Mâu Ni, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác ngộ dưới gốc cây Udumbara, Otambala, Trường Bộ Kinh, Kinh Đại Bổn, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, ấn hành năm 1991, trang 436. Mặc dù kinh điển Phật giáo không mô tả hình dáng cụ thể của hoa ưu đàm, nhưng trong chừng mực nào đó, chúng ta đã xác định được cây ưu đàm là loài cây cao lớn, nói theo Hòa Thượng Thích Minh Châu là cây sung. Nên những cái gọi là hoa ưu đàm mọc khắp nơi hiện nay chắc chắn không phải là hoa ưu đàm như theo Kinh Phật đã nói. Thiết nghĩ, khi các nhà khoa học chưa nghiên cứu và định danh hoa lạ, thì chúng ta cũng không nên tùy tiện gọi chúng là hoa ưu đàm, một biểu tượng thiêng liêng trong Phật giáo. Việc nhầm lẫn giữa loài nấm dại phát triển mạnh ở nhiều điều kiện ẩm ướt và thích hợp đã khiến cho Tịnh Thất Bồng Lai và Lê Tùng Vân thu hút được một nhóm người tò mò lúc bấy giờ. Và từ đây, hành trình đến với mục đích lớn hơn của Thích Tâm Đức, tức Lê Tùng Vân, đó là thu hút sự quan tâm của dư luận, ủng hộ cho cái gọi là
Tỉnh Thất, Bồng Lai và việc nuôi trẻ mồ côi Hồng Trục Lợi bắt đầu.